Quay trở lại với kênh Nhà Vui. Điểm tham quan cuối cùng trong cái hành trình khám phá Đà Nẵng Hội An đó là tham quan chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà. Thời tiết có mưa không làm ảnh hưởng tới cái quá trình chúng ta trải nghiệm ở đây, bởi mưa là một phần của cuộc sống ở Bà Nà này. Chúng ta đang có đứng ở dưới chân của ngôi pho tượng khổng lồ của Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá trắng, cao tới 27 m và đường kính lên tới 14 m, nằm ở trên cái gần đỉnh núi Chúa, tức là ở cao độ gần với 1.500 m, lưng tựa vào núi Chúa và mặt hướng về phía trung tâm thành phố. Một pho tượng khổng lồ trắng tinh nổi bật trên cái nền trời xanh. Xung quanh thì được xây dựng với rất nhiều các cái pho tượng và các tích của nhà Phật. Nói về cái ngôi chùa Linh Ứng này, đây là ngôi chùa Linh Ứng thứ 3 của Đà Nẵng và được xây dựng khánh thành vào năm 2004 và được xây dựng theo lối Bắc Tông. Như đã nói ở số trước thì Đà Nẵng hiện có 3 ngôi chùa Linh Ứng được gọi là Tam Linh Ứng Tự, là chùa Linh Ứng cổ nhất, là chùa Linh Ứng non nước ở trên Ngũ Hành Sơn. Chùa Linh Ứng thứ hai là ở Sơn Trà, Bãi Bụt, và chùa Linh Ứng thứ ba này là trên đỉnh Bà Nà. Tam Linh Ứng Tự là một niềm tự hào của người dân Đà Nẵng, bởi họ quan niệm rằng từ khi xây xong ba ngôi chùa Linh Ứng này thì Đà Nẵng vô cùng phát triển và không hề có thiên tai. Chúng ta đang tiến xuống phía dưới là nơi có chánh điện của chùa Linh Ứng thứ ba này. Lối đi cũng hoàn toàn đắt bằng đá và khá là dốc. Khi trên Bà Nà có mưa thì nhiệt độ hạ xuống rất thấp, do đó nếu mọi người ghé Bà Nà thì nên nhớ phòng theo một chiếc áo khoác mỏng để hợp nhiệt độ xuống thấp này, thì chúng ta khoác lên áo để có thể đi du ngoạn một cách phù hợp nhất. Ở phía dưới chúng ta đây là cái cổng tam quan của chùa Linh Ứng rồi. Trời mưa khá nặng hạt và mọi người cần phải dùng ô, dùng dù để có thể đảm bảo cho mình không bị ướt. Các lối lên lối xuống được làm bằng các bậc đá, tuy nhiên khá là dốc. Trời mưa thì du khách cũng khá là vắng, tuy nhiên nó lại mang lại một cái cảm giác cho chúng ta rất là bình an và thanh tịnh. Bố trí các cái thác nước nhân tạo ở bên cũng làm cho không gian trở nên nó sâu lắng hơn. Chúng ta có thể quan sát ngôi chùa Linh Ứng thứ ba này, có vẻ như được lấy theo nguyên mẫu của chùa Linh Ứng ở Ngũ Hành Sơn, tức là chùa Linh Ứng non nước. Cổng tham quan thì xây rất to và bề thế, rợp bóng các tinh kỳ của nhà Phật, rồng trầu, một khoảng sân đủ rộng để cho du khách có thể làm lễ. Mái ngói cũng là mái ngói xanh, khá giống với nguyên mẫu của chùa Linh Ứng non nước. Chúng ta cùng tiến vào phía trong không gian chánh điện. Ngôi chùa thì được sơn son thiếp vàng, trở nên rất là lung linh và trang nghiêm. Ở chính giữa là cũng là thờ Thượng Thích Ca Mâu Ni, không thể thiếu được pho tượng này. Việc xây dựng ba ngôi chùa Linh Ứng này
nhất là hai ngôi chùa Linh Ứng về sau này xây dựng thì phải ghi dấu ấn rất lớn của ông Bí thư Nguyễn Bá Thanh ở thời bấy giờ. Nó làm nên một cái chỉnh thể trong các cái du lịch tâm linh của thành phố. Ngày nay thì chùa Linh Ứng Bà Đà cùng với các cái phức hợp của Sun Group tạo nên một chỉnh thể hoàn chỉnh cả về tâm linh, cả về du lịch, để phát triển biến cái khu hoang sơ Bà Đà trở thành một điểm đến hấp dẫn với nhiều lĩnh vực trải nghiệm. Chắc chắn là bất kỳ du khách nào đến Đà Nẵng thì không nên bỏ lỡ đi tham quan ba ngôi chùa Linh Ứng này, được gọi là Tam Linh Ứng Tự. Người Đà Nẵng rất tự hào về ba ngôi chùa này. Cổng tham quan này uy nghi và hiên ngang trên đất trời. Đứng ở vị trí ngôi chùa Linh Ứng này với những ngày thời tiết đẹp, phóng tầm mắt cho xa, chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được toàn cảnh thành phố Đà Nẵng ở phía dưới, nhất là về đêm mà có dịp đứng ở trên cái núi núi Chúa này và ngắm thành phố Đà Nẵng thì sẽ thấy được ánh sáng đèn rực rỡ ở phía dưới. Các pho tượng La Hán thì được trưng bày ở khoảng sân này. Nơi đây là cái đài, như một cái đài quan sát vậy, để chúng ta có thể ngắm cảnh. Ở góc độ này thì chúng ta có thể nhìn quan sát rất rõ tổng thể cái pho tượng Thích Ca Mâu Ni bằng đá trắng ở phía trên. Mà các bạn cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tuyệt vời của chùa Linh Ứng Bà Nà ở tôi trên cao. Pho tượng đá Thích Ca Mâu Ni bằng đá trắng tinh khôi, mái xanh của ngôi chùa Linh Ứng hòa quẹn với thiên nhiên hùng vĩ, và đây là khung cảnh bao la của đất trời vô cùng hùng vĩ, quá đẹp, quá hoành tráng, quá ấn tượng. Một vùng đất đã được người Pháp phát hiện ra hàng trăm năm trước và bây giờ là chúng ta tiếp quản và phát triển lên một tầm cao mới, đưa Việt Nam phát triển thành cường quốc du lịch ở trên thế giới này. Tới đây nhà Vui xin kết thúc video khám phá chùa Linh Ứng Bà Nà tại đây, cũng là video cuối cùng về hành trình khám phá Đà Nẵng Hội An. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh phát triển, đón xem các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video clip tiếp theo.